Chào anh em, chào mừng đến với channel của Zomark Như anh em đang thấy ở đây là hộp đựng tiền hay còn gọi là ngăn kéo thu ngân Thì với sản phẩm này sẽ giúp cho các cửa hàng, các shop Hoặc là các cái mô hình kinh doanh của các bạn có thể bỏ tiền ở trong này An toàn và cái việc trả lại tiền, thối lại tiền cho khách hàng hết sức dễ dàng Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm này nhé Sản phẩm này được đóng gói rất là chắc chắn với thùng cà tông chuyên dụng bên ngoài và bên trong có những khay xốp như thế này để giúp quá trình vận chuyển thùng không bị hư hại nên anh em ở xa mua hàng thì cứ thoải mái nhé giao tới nơi hàng vẫn nguyên vẹn ok cho anh em với cấu tạo hoàn toàn bằng thép và được phun sơn tĩnh điện hoàn chỉnh như thế này hộp đựng tiền được trang bị cổng kết nối với máy in giúp chúng ta có thể mở két tự động mỗi khi bấm lệnh in ngoài ra chúng ta cũng được trang bị chìa khóa cơ như thế này để có thể mở ra khi cần thiết đây là loại két có kích thước nhỏ Chúng ta gồm có 1, 2, 3, 4 ngăn đựng tiền Và đây thêm một ngăn nữa Ngoài ra ba ngăn này chúng ta có thể để tiền xu Tuy nhiên Việt Nam thì không có tiền xu rồi Chúng ta sẽ để những vật dụng như là chìa khóa, thẻ khách hàng Hay là những cái vật dụng nhỏ khác Thì mỗi ngăn như này được ghim xuống bằng một cái thanh như này Chúng ta có thể kéo lên Chắc hẳn nếu các bạn đi siêu thị hoặc là đi mua sắm Hoặc là đi uống cà phê đâu đó đã từng thấy cái kép như này rồi đúng không ạ Đó, khi thối lại tiền cho khách, chúng ta sẽ dùng ngón tay kéo tiền lên như này, rất dễ dàng mỗi lần chỉ lấy lên một tờ thôi, không lo cái chuyện nhầm lẫn tiền thối cho khách. Tương tự, đó. Cái phần này của cái hộp nó được thiết kế vuốt dần lên, đây mọi người thấy không, nó vuốt dần lên, thành ra khi ta, chúng ta lấy tiền lên rất là dễ dàng, mỗi lần sẽ lấy một đồng như này. Và cái việc cho tiền vào cũng rất dễ dàng, đây, ví dụ như mình cho vào ngăn này, đó, đẩy xuống. sau khi thao tác xong chúng ta đẩy vào sẽ tự động đóng lại luôn với tính năng kết nối với máy in như thế này thì mỗi lần chúng ta in hộp tiền này sẽ tự động mở nắp ra nó có những cái điểm lợi sau đây thứ nhất là chúng ta không phải mở bằng tay thứ hai là để tránh tình trạng quên vì trong thực tế có rất là nhiều trường hợp thu ngân đưa hàng cho khách đứng nói chuyện một lúc rồi quên thu tiền của khách thì như này mỗi lần các bạn in view ra tự động két nó sẽ mở ra để mình để môi cho bạn xem nhé rồi, ở đây mình đang có một hóa đơn sẵn sàng giao. Máy in đã kết nối với máy tính và kết nối với két tiền. Bây giờ mình sẽ bấm in. Đó anh em thấy không? Két tiền mở tự động, hóa đơn thì được in ra. Chúng ta sẽ thu tiền của khách hàng theo hóa đơn. Sau khi thao tác xong, chúng ta đóng két lại. Thử lại một lần nữa cho anh em cùng xem nhé. Rất thuận tiện phải không ạ? Rồi ok, như vậy là mình vừa giới thiệu với anh em về két đựng tiền Hay còn gọi là ngăn kéo thu ngân Thì nếu anh em đang có một cửa hàng à, Có nhà hàng hay đang kinh doanh một mặt hàng gì đó Và thường xuyên thu tiền mặt của khách Muốn cái việc thu tiền nó tới ưu nó chính xác hơn Tránh nhầm lẫn cũng như cái việc thối lại tiền, việc nhận tiền của khách Diễn ra nhanh chóng thuận lợi thì anh em nên sắm một chiếc két thế này Đây là size bé nhé, size lớn hơn thì phải sử dụng cho những cái mô hình lớn hơn cái lượng tiền mặt nhiều hơn hay là những cái giao dịch nhiều hơn Cái két này chỉ có giá hơn 500 000 đồng thôi Nhưng nó mang lại rất là nhiều giá trị và thuận lợi Anh em có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì Vui lòng comment trong video hoặc là inbox trực tiếp Cũng như gọi hotline bên mình, bên mình sẽ giải đáp chi tiết Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau